đây mình làm đồ ăn hơi tối cả nhà, hôm nay trời mưa cả nhà. Đây em gà. Em mình gà nấu nấu với mắm non của em bữa hôm bị mấy con chuột ăn nè cả nhà. Hôm nay em đem ra em nấu. Em đem ra nấu gà nó quắc. Nhà có củ cải rồi luôn, các em thải vô luôn làm lẩu nướng rau ăn trời mưa cả nhà ơi. Ê quên để đứt hết sắt đó để chế mùa này bỏ vàng là thả vô. Nãy giờ mình xào nó săn rồi nè, sơ nó săn lên rồi nè, săn thịt nó trắng lại rồi. Giờ mình đổ nước vô rồi mình đậu đây trái hầm nó chưa săn nè, thả nó vô mình quay nó lại. Giờ mình đổ nước nó vô thêm miếng nước nữa. Để hầm nó lại. Rồi. Đây là mình tới làm củ cải cả nhà. Mình cắt bắp. Bắp này nó lỡ dở rồi nhưng mà cũng bỏ uổng cả nhà. Ăn cùi cũng không được mà ăn hết được thôi giờ. Cũng kệ gắn bỏ vô nấu. Ngồi không tỉa bông luôn cả nhà. Đợi nào nước sôi cái gà nó sôi cái em thả vô. Sôi chưa ta? Chưa sôi, giờ đi qua làm rau cả nhà ơi. Để này đây. Đi qua đi rửa rau. Đây, rau mồng tơi. Này bỏ đây mình lặt coi. Đột bí của mình nè, mình đi hái ba cái đột bí à, vô với rau mồng tơi nhà đó mình hái ra cái đầu mình vô nè, chưa mình đi hái chưa đột bí này ăn á, đột bí này nó ăn nó ngon nhưng mà nó cực lắm cả nhà. Tước nó hết không tước thì nó bị ăn nó nhám á, không ngon, ăn phải tước cho kỹ, ăn nó lâu lắm. I am
Đấy, nó lớn hơn, nó lớn hơn miếng của em rồi đó cả nhà ơi. Chứ em làm miếng em đâu có hái nhiều đâu cả nhà, em hái ít à. Hái ít tầng lặt đây có nhiêu đây nè, rau mùng tơi em hái nhiều. Còn cải xanh nữa mẹ em cũng đi hái, em còn làm miếng thôi kìa. Còn mấy bụi cải xanh ngoài kia nữa em làm miếng em không đi hái. Đăng vô đây cũng được cả nhà ăn hết. Rồi giờ mình đã xôi rồi cả nhà ơi. Thơm quá. Thơm ghê. Em thả đồ vô. Này nhóc ngồi luôn rồi, thả này vô nữa. Em thả bắp với nấm đông cô với củ cải vô. Ủa, sắt đã còn sốt hai trái này cái. Thấy mẹ hay không? Đã còn sót hai trái luôn. Ù đầy nhóc ngồi luôn rồi. Rồi chờ nó hầm cho nó ra nước ngọt của bắp. Nó bắp mình chín rồi cả nhà ơi. Niêm cái. Niêm cái quả hành vô nữa rồi múc ra là quất thôi. Vừa ăn rồi, vừa ăn rồi, giờ bỏ hành vô đấy. Ơn hành quyền thổi của em. Rồi, tắt bếp để múc ra. Rồi, múc ra để lẩu. Là một cái lẩu ăn trời mưa. Trời mưa mà có cái nồi lẩu này là ăn ấm lòng á cả nhà. Sắp tối mà thêm trời mưa nữa. Ngoại chưa ăn nữa hả? Ngoại ăn bắp không? À, cái gan nó mất tiêu rồi. Làm dấu rồi, làm dấu. Ăn khô câu không? Cả nhà cùng ăn cơm nha. Ăn khô câu ha. Mày đói rồi cả nhà, tối rồi. Ăn giò không? Ăn giò. Phúc bắp ha. Rau củ cải ha. Ăn rau không? Rau chưa chín đâu, rau mới bỏ vô. Rồi, ngoài ăn trước đi. Hỏi nhà nóng nha. Rồi, ai ăn gì ăn đi, không mời cả nhà ăn cơm đi cả nhà. Hôm nay nhà mình ăn cơm hơi tối, trời mưa. Đó, con gái hư chưa? Đánh xương con ăn gì? Nó khoái ăn cá. Nó khoái ăn cá. Nè. Nó giống mày á. Rồi nó giống ngồi đến sáng không được. Đấm không? Đấm không được nữa. Tao cái này. Bắp nè cả nhà, bắp chuột ăn nè cả nhà. Bắp chuột ăn là mình mới ăn. Hư không? Ngon quá. Vừa ăn không? Vừa ăn luôn. Ngon. Vừa ăn rồi. Này tao nấu thấy vừa ăn không? Dành nha. Nghiêm. Dành nấu mà. Còn. Không hay không? Giờ này không? Ăn chứ. Nóng quá. Ngủ nóng quá cả nhà. Bớt rửa đi. Bớt rửa rồi, mọi thứ rửa. Để đi, ăn nóng nữa, rụng răng đồ chơi. Để gì xong, ngoại sao quá, ngoại ăn được không? Được quá. Được đó. Ớt mình nóng cay cho nha. Nước dây con ngoài.
cái da nóc. Lặn rau. Cho miếng rau nè. Bỏ rau vô nữa luôn. Rau nhiều đi. Đã chín nè. Cũng hấp đường to luôn cả nhà ơi. Ngoài nó ăn ngon quá trời. Siêu ngon nha. Có cái ngọt lắm nha. Nhà chồng mới được ăn mấy trái này. Em nhai nhai luôn cùi luôn cả nhà ơi. Rất ngon ngon. Thấm thịt gà nó béo. Mà ăn bắp không? Bắp nóng á, rụng răng á. Quên nó rụng răng. Rửa miệng hả? Ờ, thôi nước rồi có sao nữa mẹ. Nước mưa á. Nóng quá mẹ ơi. Nóng ăn rụng răng. Em mua này mà em quên cả nhà. Em mua nấm mà em ăn nấm tiết không gì nào mà ăn quên. Tới giờ mới hết rồi. Có hành miếng ngon không? Chuột ăn rồi chuột có được ăn không? Có còn tao lấy ăn không? Gái không ăn luôn cùi luôn hả gái? Nhai luôn cùi. Bỏ ai không? Mày nhai xong mày nhúc nhúc bỏ sát á. Chín giờ. Chín giờ. Nắm. Còn nước ngỏ rồi. Đập đỏ rồi. Người gái là chuột ăn nó thì đâu có mất bằng. Chuột con ăn hoài vậy. Ruộng nó bắt hết rồi. Cái này thì nó bự quá. Mới làm đồ nghề bắt mấy chuột con kia nữa. Chuột con đâu? Chuột. Dễ gì bắt chín lắm. Chuột ăn mà bắt được nó. Nấm ăn ngon chứ cái. Nãy giờ mẹ chưa ăn cái nào. Ngon không? À. Lâu quá cảnh nợ xong rồi, ăn sạch nồi luôn rồi cả nhà ơi. Còn không còn mấy củ cải này, không ai ăn hết. Thôi cho em xin kết thúc video tại đây cả nhà. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà clip sau. Cả nhà xem nhớ nhắn cho hai chồng em một like và một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà.